đường tinh luyện. Giờ làm gì đó không? Lấy cái gì đây bình đủ không mày? Cái gì? Mày dẫn bên kia kìa. Tao bắt đầu quay tiếp nha. Thôi mày đừng quay nữa dịu quá. Thôi chứ tao quay nữa. Được chưa? Cắt nỉ đúng rồi, mày cắt gì nữa hả? Mày cắt cái tay tao luôn đi. Được rồi đó. Cắt hết rồi luôn hả? Hình sao? Cắt thì dễ lấy. Ý là cắt ba mày luôn hả? Cắt hết chứ. Đấy, vậy được rồi, mày cắt đi cho nhiều. Rách luôn khỏi cắt. Ôi vậy hai khách hàng nó vô là kệ nó phải không? Mẹ đi. Ok. Ê, rồi. Rồi. Thôi luôn. Để lên trên đi. Lấy băng keo dán lại mạnh. Băng keo có trong á. Nói cho cửa phòng chỗ con Diễm á, cho nó cho mở. Để điện thoại tao đây nha. Đây. Cái bịch tôi nghĩ chắc không đủ quá mày ơi. Có mấy có cái. Mấy người chưa đủ năm đó. Được có một yến mà. Vậy yến giờ chị yến giờ khỏi cắt ra đi mày. Nhờ cái này làm sao mà kêu tổ trưởng nhận đúng không? Thì mày đếm phần cái yến này, mày đếm phần mày đưa kêu tổ trưởng nó tự cắt tự chia. Chứ mày cắt ra hai người vận chuyển cũng mệt. Rồi giờ lấy danh sách đi, cái gì với cái gì? Vô mấy người trên một năm trước đây. Trên một năm là một hộp nước yến nè. Cái này là nó có nè, mại đó.
trăm chia bớt cho mấy kia luôn á, mốt cô 350 con lên. Người không có gì, người thì nghiệp phục biết là tới mùa rồi chị. Rồi, đồ ăn rồi, chiếu trang nước mắm.